Congratulations, Tikura. Trở lại với channel của Lý Hương TV. Hôm nay là những ngày gần cuối của năm 2020. Lý Hương với Lý Hiền có dịp đi qua từ quận 5 để đi qua một cái rạp chiếu phim Lotte, thương hiệu Lotte hình như là của Hàn Quốc, ở quận 2 quý vị. Bây giờ chúng mình sẽ đi qua suất chiếu của chúng mình hôm nay là một từ 7 giờ cho đến khoảng 9 giờ là xong. Đấy, thì đoạn đường đi thì cũng khá là dài, xe cộ nói chung là cũng nhiều chứ không phải là không nhiều mà không đến nỗi là bị kẹt xe. Ồ, có hai cô chú trên đây chơi hoa đây, mua mấy cái cây lan cây đào gì đây. Chúng mình sẽ xem một bộ phim hoạt hình thôi quý vị ạ. Nghe đồn thì rất là hay. Nói chung là những ai mà đang luôn tự hỏi mình là cuộc đời mình như thế nào, mất định hướng, mất phương hướng, ý nghĩa cuộc đời của mình, đại loại là những câu hỏi như vậy luẩn quẩn trong đầu, thì trong bên này có một cái lời giải đáp, có thể là một giải đáp mở hay là gì đó, nghe đồn là như vậy. Phim này của cái bộ phim này là tên là như là Cuộc Sống Nhiệm Màu thì phải. Là một người bạn của Lý Hương sống ở quận Bình Thạnh gũ Lý Hương đi trong cái đoạn đường đi. Lý Hương cũng muốn ghi lại cái hình ảnh ở bên quận 2 vào tầm giờ này là khoảng 6 giờ hơn quý vị. Chúng mình có khoảng 30 phút để chạy đến rạp Lotte, như Cavanti gì đó ở quận 2. Nằm ở phía này chúng ta có thể thấy là tòa Landmark 81 nè. Ở bên đó là khu Vincom ha. Rồi rất là nhiều tòa nhà chọc cực trời. Tuy nhiên thì đèn đường sao hôm nay đang thui, không thấy đường luôn. Đoạn này xấu quá, đèn đường gì giờ là 6:40 không có bật ông ơi, kỳ quá. Ở dọc dọc ở đây thì có những cái quán cà phê cá viên chiên để mấy cái bàn nhỏ nhỏ con ha. Nhìn này cảm giác giống lên thành phố mới Bình Dương của Lý Hương ghê. Phía bên tay phải vẫn là những cái khoảng đất trống, những con kênh. Ở đây có một cây cầu tên là cầu Cá Trơi. Khu này là khu Layview 1 nè quý vị. Đèn đỏ, nói chung là đường cũng khá là đông đó. Đây, những cái ghế bàn được xếp như thế này, bán nước, bánh chén trộn, bánh chén nướng, đậu bắp nướng. Ở đây là khu nhà Layview. Ngộ ha, sao giờ này bên đây chưa bắt đèn, kỳ quá à. Bởi vậy khi mà đối với là xe gắn máy á quý vị, đó có một chiếc xe ở phía trước anh đó, anh không có đèn sau á là bị phạt á. Với lại là rất là nguy hiểm trong cái trường hợp mà mọi người chạy á, mình không có cái đèn ở phía sau á. Cái anh ở phía trước đây nè quý vị, tối thui à, mà gặp không có đèn đường nó sẽ không thấy. Đây bên đây nữa nè, đèn xe ở đây. Thường là mấy anh mà xây dựng này nọ thì thường là xe chạy đến khi mà hoặc là quên bật đèn sau, hoặc là xe chạy không có bảo hiểm bảo dưỡng gì hết, nên nó làm mấy cái xe không có đèn, đi rất là nguy hiểm trong những cái khúc đoạn đường này. Giờ mình sẽ đi qua đường Trần Não. Đây, ở ngay đây thấy được cái ông mà Landmark sừng sững luôn. Rồi xung quanh đó là rất là nhiều tòa chung cư.
Bây giờ là 6 giờ 45 rồi, chúng mình còn khoảng 10 phút chạy xe. Ở trong đây quý vị có thể quan sát ở hai bên nè. Đất cỏ còn rất là cao ha. Trời ơi cái ông đó qua đường rất là hiên ngang. Đây quý vị có thể thấy hai bên dọc đường á, mọi người vẫn là bán những cái hàng rồi sau rồi những cái bàn ghế mũ được trải ra để mọi người có thể ăn uống như vậy. Ở khu vực bên đây chúng ta đã đi qua địa phận của khu vực quận 2 rồi. Quận 2 Bình Thạnh đây ta. Rồi lại là đèn đỏ nữa. Khu bên đây vẫn đang rất là nhộn nhịp nè, đất xây dựng, những hàng ăn lề đường. Rồi đi ngang cái máy, cái xe máy chạy trộn bê tông nè quý vị, né nó thôi. Hai mươi hai giây, 10 phút mà gặp khoảng 5 cái cây đèn đỏ này là mất hết 5 phút. Quẹo bên tay trái đúng không? Đi theo xe ô tô này đi. Bây giờ chúng ta đang đi trên đường Trần Não. Và đường Trần Não thuộc địa phận của quận 2 quý vị ạ. Nào, phía bên tay trái cả nhà có thể thấy là mọi người đang rào. Đường Trần Não là một con đường đông vui tấp nập. Có nhiều món ăn, bánh xèo, cá lóc, cơm ở đây cũng rất là sung nè. Hướng bên đây là chúng ta sẽ nhìn về Vincom, Landmark 81, Vinhome. Đó, quý vị có thể thấy con đường Trần Não rất là đông đúc. Nhiều quán ăn, quán bar, quán karaoke, nhà hàng, ẩm thực, sân vườn. Như bên đây ẩm thực quê nhà nè, trang trí cũng rất là dễ thương, theo lối miệt vườn. Có quán chay Bồ Đề Tịnh Tâm. Rất nhiều quán ăn ở khu đường Trần Não này. Chúng mình còn khoảng hơn 7 phút để đi đến địa điểm và khoảng hơn 5 phút để đi lên lầu 7 để xem phim. Thì thường thường là phim sẽ có một cái khoảng thời gian tầm 8 cho đến 10 phút là mọi người sẽ quảng cáo. Wow, quán cỏ garden này cũng khá là dễ thương.
karaoke Hoàng Đế nè, Sài Gòn, ở bên đây gì đây, Heineken nè, ẩm thực 39 à, quý vị thấy không, đường Trần Não đấy, của quận 2 đấy. Xe ô tô là dựng sát lề luôn, xe ô tô dựng quá trời luôn. Đoạn này cũng đoạn của rất là nhiều những người mà làm về đầu tư bất động sản đồ, đã có những cái khu đất rất là đẹp ở bên đây. Từ cái này khoảng từ 10 năm trước rồi. Rồi giờ chúng ta sẽ rẽ, nếu mà đi về phía tay trái chúng ta sẽ đi lên cầu Sài Gòn nha quý vị nha. Rồi, cô này cô chạy ngược đường rồi. Rồi, tiếp tục rẽ bên hướng tay phải, chúng ta sẽ đi qua quận 12, à quận 2, lộn. Thời Lê Hương lấy công làm content quay cho quý vị đó, thấy được đường xá, Lê Hương cũng tranh thủ nhìn được đường. Đây bên đây có một cái nhà ga của metro nè quý vị, trong cái chuyến cái tuyến đường sắt tàu điện ngầm, đường sắt trên cao rồi đó, tàu điện ngầm trên cao, điện ngầm trong lòng mặt đất á, rồi cái đoạn nó đi âm xuống, cái đoạn ở trên cao đây, tuyến metro từ Bến Thành đi Suối Tiên nè, có đi qua quận 12, quận 2, có đi qua địa phận Bình Thạnh, đương nhiên khu trung tâm là đi qua rồi, đi qua có một khúc của Bình Thạnh, có một khúc của quận 2 rồi đến quận 9, nên đường đất ở những khu vực đó tăng rất là cao, có những khu trong 2 năm nó đã lên giá được khoảng 2 lần đấy quý vị. Đó là lý do là có công trình. Ta ta bóp kèn. Rồi, chúng ta đang đi trên đường sông Hành và chúng ta đang rất gần đến chỗ tòa nhà nơi mà Lý Hương và các bạn của mình đã bút vé. Mà không biết mấy bạn ở săn lùng sao, chiếc vé rẻ rời rạc luôn quý vị ơi. 60.000 một vé thôi, nó chưa được $3. Để Lý Hương vô coi cái phòng chiếu phim trong đây rồi nó quy mô bao nhiêu ghế, hoành tráng không, lạnh lẽo hay là nó nóng nực đây. Và với cái giá như này Lý Hương cảm thấy là rất chi là rẻ. Theo như mình biết thì thường á là bên rạp chiếu phim á sẽ là hưởng 50% cái doanh thu của bộ phim đấy, còn bên nhà sản xuất sẽ 50%. Tuy nhiên hôm bữa là ở Việt Nam có xuất hiện một hệ thống rạp chiếu phim đến từ Hàn Quốc ép giá tất cả các nhà sản xuất của Việt Nam là chỉ có còn là 45% doanh thu thôi. Thì trong đó có khoảng là 16 đơn vị làm nhà sản xuất phim đã ký đơn là phải là chấn chỉnh lại cái phần vé, ăn như vậy là không được. Trong đó thì Hương nhớ là có bên đơn vị của chị Ngô Thanh Vân à. Từ từ. Rồi, bây giờ chúng mình đã đến rất gần ở đây, Catinio gì à? Đó, hình như là cái tòa đó đó. Bây giờ để coi coi để xe làm sao. Đây, cái tòa này. Ở bên chỗ mình quá trời rạp chiếu phim mà mình hy sinh gì bạn bè. Mấy bạn chọn thôi mà kệ đi. Coi như mỗi lần mình đi một tòa nhà thì mình cũng biết thêm. Không biết gửi xe ở đâu đây. Chắc đi lại xíu đi. Đó, Lotte Cinema kìa. Không biết nó gửi xe ở đâu đây. Bãi, không biết có hầm không đây. Đây là lần đầu tiên Lý Hương đi xem phim ở cái rạp này. Gọi là Lotte Cinema ở bên đâu. Cantavin. Lotte Cantavin quận 2. Tòa này tên là Cantavin, đúng rồi. Cantavin quận 2. Rồi, bây giờ chúng mình sẽ tìm đường để gửi xe. Chúng mình có khoảng có khoảng tới 8 phút. Vậy là thông thả rồi. Rồi, quẹo vô nữ coi. Hỏi bảo vệ coi. Đi coi phim giữ đâu. Xuống đây, xuống hầm. Đúng rồi, cứ anh chị xưng tới. Mưa đâu?
bắp càng không? Ôi, cua gắt quá quý vị. Rễ trái luôn. Đây. Tranh thủ chúng mình sẽ thấy được phần giữ xe của cái tòa Cantavin ở quận 2 ha. Đi lại xíu đi, cho đi gần. Đó, ở trên nó có thang máy kìa thấy không? Chắc là hai cái bạn kia bạn rành đi lên. Đi gần gần vô gần cái thang máy á. Qua xíu nữa đi, đây, thang máy nè. Rồi, quẹo qua đây. Ok. Đây, gần đây Lý Hương sẽ đi thang máy lên tầng 7 xem phim quý vị ơi. Ở đây có ghi chữ là trung tâm tiêm chủng ở bên đây. Rồi, đi xem phim đây. Để xíu Lý Hương review nha quý vị. Nè, diễn viên Lồng Tiếng nè. Có Hữu Châu, Hạ Thi. Ồ, có Cẩm Linh, Mai Phượng. Ê, mày chụp cho tao coi. Tao đã biết vì sao rồi. Vì sao tao đến thế giới này rồi. Hai ba. Yeah. Con điên điên rồi. Tao hiểu vì sao rồi. Vì sao rồi. Yeah, tao biết rồi. Bây giờ có chụp gì được gì cũng vậy. Hiểu lắm, nhưng mà nó hơi tối. Kệ nó đi. À, Lý Hiền biết vì sao giơ lại nên nó khùng khùng điên điên lúc đó. Phượng biết vì sao giơ. Mày có quay không hay mày? À, mày quay hả? Ủa vậy? Bỏ ba lô ra. Nè, ra đây. Xuống dưới nhảy kìa. Mày xuống dưới mày quẩy đi, không ai ngó mày đâu. Ở dưới sàn kìa. Thuốc này có tác dụng mà. Đây, bộ phim cho ai đang không hiểu ý nghĩa cuộc đời nha. Rồi, thấy. Rồi, nhảy đi. Nữa đi. Hai hai đang nhập mày. Yeah. Congratulations. Tí cô rơ. Ở đây có mấy cái hơi bị cao nha. Giờ quẹo trái về. Này còn một cái nữa nè. Ôi. Ôi. Thấy đường con thấy chỗ này là quẹo trái không? Ông này vừa được một chiều. Quẹo trái qua, qua phải qua. Qua phải qua. Qua phải. Ở đây không được. Ê, như chỗ này đi ra được. Thôi, bây giờ quẹo bên phía bên đây đi. Rồi đi vòng lại. Hồi nãy là mình quẹo phải qua đúng không? Giờ quẹo trái lại. Đó, ngay cái đường cuối á, quẹo trái xuống. Coi coi, quẹo phải quá. Quẹo vòng ra. Rồi. Đi cuối đường quẹo vòng ra. Ngay chính diện họ lên bắt. Rồi quẹo.
luôn rồi. Bên đây bị ngõ cụt. Cuối luôn rồi. Cuối luôn đây. Như ngõ cụt. Ờ, có đường quẹo nè. Phải quá. Để dòng về. Rồi, hẻm cụt luôn. Đâu chạy lên có đường hẻm không? Rồi quẹo qua luôn, mé rồi đâu coi có đường không, bãi xe ô tô thay nhớt gì không, có đường mé này có đường đi hình như chắc không đó. Thôi mình đi ra sẵn đi vô đây, khu này không biết khu gì nữa, khu này Kati nó giống kiểu là có một cái tòa nhà trung tâm rồi bên xung quanh đó là chung cư á. Giờ mình đang đi trong khu chung cư. Rồi hồi nãy mình quẹo phải không, giờ mình quẹo trái không, mình sẽ đi ra. Cái này là khu A2 nè. Rồi mình quẹo trái ra. Ý, không được rồi, cái này đường một chiều. Vậy đi thẳng lên đây nè. Rồi, chạy qua đi, chạy qua đi. Thẳng qua luôn, quẹo lại, đó, đó. Trong đường chung cư mà cũng có đường một chiều nữa. Rồi, sau khi xem xong phim này, giờ chạy xe cũng thiền định nha. Chạy xe cũng đang hoạt động trong cơ thể tận hưởng nha. Giờ tận hưởng gió nè. Đó. Xe người là nhất như là hợp nhất lại là tình lành thừa hưởng nè, đi đường cũng là một tình hưởng, chạy xe nghe gió bụi cũng là một thú tình hưởng đây. Bây giờ mình sẽ quẹo lại, quẹo theo mọi người luôn. Đây đường 2 chiều. Đó, hồi nãy chúng ta đi vô từ cái cổng ở bên trái, bây giờ mình sẽ quẹo ra từ cổng ở bên phải. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. La 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 la. La 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 la. Cứ chạy theo người ta đi. Hồi nãy mình chạy đốt đèn. Hồi nãy mình chạy quẹo bên trái đó. Giờ mình chạy quẹo phải ra thôi. Xe lớn, xe cán bột mà cán xi măng đó, xoay bột xi măng, rồi xe ô tô chạy hà rầm ở phía trước. Thì mình cứ tự tin mình chạy sao. La 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 la. La 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 la. Đó gọi là cái kết cuộc gọi là ngoại lệ vì xứng đáng đó, hiểu không? Hello quý vị ơi, Lý Hương đang đi về từ quận 2. Ôi chạy xịt vô Lý Hiền ơi, nguyên một chiếc xe bồn ở phía dưới. Bên đây là khu vực mà khi đi và đi khi về, bây giờ là khoảng 10 giờ, thấy rất là nhiều xe mà xoay xi măng á, để mà xây dựng công trình ha. Có cái xe này hiện diện, tức là những vùng đất đó đang phát triển, những vùng đất mới. Bây giờ chúng mình đi từ đường Sông Hành ở quận 1, đi từ tòa nhà Lotte Cantavin ở quận 2. Sau khi chúng mình xem một bộ phim, phim này thì đã được lồng tiếng rồi. Nói chung là chắc là nó dễ dàng để cái thể loại phim này là người lớn, trẻ em đều coi được. Về cái đề tài là về cuộc sống thôi đó, nhưng mà những cái suy nghĩ về cuộc sống có thể là đâu đó chúng ta bơn quơ, chúng ta sẽ đặt câu hỏi là vì sao tôi có mặt trên cuộc đời này, mục đích của cuộc sống tôi là sao, và chúng ta sẽ phải đi tìm. Đây mình quẹo trái, mình về đường cũ luôn hả, thôi mình về đường mới luôn đi cho dễ đi. Bên đây là phía đường Trần Não hồi nãy Lý Hương đi nè quý vị. Đây bây giờ để xem coi
sau khi Lý Hiền xem phim thấy là bạn ấy cười rất nhiều và những đòn khoái chí. Xem thử cái cảm nhận của bạn ấy xem phim như thế gì như nào và hiện tại cảm giác đang lái xe thì sẽ làm sao nha quý vị. Rồi xin mời Lý Hiền phát biểu đi. Xin chào quý vị khán giả, hôm nay được đi xem một với Lý Hương một bộ phim với Lý Hương và những người bạn của Lý Hương. Thì em thấy đây là một phim rất là ý nghĩa về cuộc sống cho những ai mà đang lăng tăng về cuộc sống, không biết mà là như thế mục đích cuộc sống của mình là gì. Mình là những con linh hồn lạc lối hay là những người được xuống đến trần gian để tìm được mục đích sống của mình thì mới được xuống trần gian nha quý vị. Rồi mình sẽ về đường mới, chạy ra đây là về đường mới. Tới đâu rồi? Yêu đời. Yêu đời hay như hồn? Đúng rồi. Cái gì ta? Nó tới đâu rồi? Hồi nãy đang nói cho bạn ấy tới giờ tới không nhớ. Nó tới đâu rồi? Nói là mình không biết là mình cuộc sống mình sao? Mình là có là những cái linh hồn mình đang bất ngủ hay không? À. Ở lớn lên là cái này nó đang buồn lắm. Đây là một bộ phim rất là ý nghĩa. Một nhân vật chính đó là sau khi mà nhận được cái buổi khiêu vũ, buổi để hòa tấu biểu diễn đàn piano nhạc gia ha. Sau đó thì ông quá là vui mừng. Đây là cơ hội ngàn năm có một và sau khi mà mừng quá thì té hố là không biết sống chết rồi, xong ổng lại mừng quá là không biết nguy hiểm đang định gặp mình vô tình là bị như là té xuống rồi mất đi linh hồn rồi trong cái chương trình sắp chết và ổng không muốn chết đúng không? Đúng rồi, để không bây giờ không để lại nguyên cái bộ phim. Như vậy là giống như nó mất hấp dẫn cho những ai mà chưa xem đó. Bây giờ mình nói cảm nhận của mình sau khi mình xem phim mình thấy sao không? Không mình... đúng không sai không thấy sai. Đây là trong bộ phim này là cũng có nói về tâm linh một tí ha, hơi về thiền, nói về thiền một tí cho những ai mà đang có do cuộc sống thì quá bụng về. Được vì lắm thì nó cũng có ý nghĩa với mình một bình của phim thì cái nhận được, cái giá trị mà mình nhận được đó là gì? Thì ai trong trên đời cũng có luôn một bình sống và đôi khi mình cũng không biết mình sống như thế nào. Những cái mà trăn trở, những cái suy nghĩ của nhân vật thì cũng giống như trong đời thường của mình thôi. Đúng rồi. Rất là đời đúng không? Rồi, đi qua đây, ở phía trên cao rồi. Đường metro. Cái hay của những cái người mà làm ra một cái sản phẩm nào đó và được thưởng thức thì tuy nhiên Lý Hương đi vô thì lúc đầu mới vô nhớ rõ ràng luôn rạp số 8 rồi đi vô thấy trời ơi chỉ có một cái cô nàng đeo mắt kiếng, có lẽ là quản lý của rạp không chừng, ngồi ở đó xung quanh không có ai hết luôn quý vị. Và khi mà người bạn của Lý Hương đặt đó thì nói là không có chọn được những cái vé ở phía trên đấy. Mình đặt những cái vé rất là gần với lại cái màn hình, mà nếu như quý vị đã là người mà đi xem phim rồi quý vị sẽ biết là những cái ghế mà rất cận màn hình thì thường nó sẽ gây cho mình cái trạng thái mỏi mắt, nên ít ai là chọn những cái hàng ghế đó. Nếu mà chọn những hàng ghế đó thì người ta thường nói mình là hơi bị lúa đấy, thì chúng mình không ai xót vé, không ai kiểm, chúng mình di chuyển lên luôn mà coi xem khoảng đến giữa bộ phim thì khoảng có 3-4 gia đình nào đó đi vô để xem tiếp đó. Ở riêng Lý Hương thấy là đây là một bộ phim rất là lành và sạch, nói chung là sao đây nó có ý nghĩa và nó không có phải là nó vui và nó gợi cho con người ta nhiều cái suy nghĩ về cuộc sống của mình.
và đâu đó những cái trăn trở, những cái suy tư, những cái hoài niệm của những nhân vật trong phim rất là đời, rất là giống với chúng mình. Phim dạng như là một cái phim phiêu lưu giả tưởng. Theo thì Lý Hương cảm nhận là cái vị mà người mà làm nên cái phim này, tức là đầu tiên là cái người mà biên kịch á, thì có biết mà bộ môn thiền của bên Phương Đông của mình, và tức là có giác ngộ được. Họ có thể là một người Mỹ nào đó mà cũng bân khuân, cũng suy tư, cũng hoài niệm, cũng tất tần tật những cái gì mà họ suy nghĩ về cuộc sống, họ đi tìm gọi là cái chân hạnh phúc với chân giá trị á, thì họ có tiếp xúc được với cái bộ môn thiền. Đâu đó thì rất là nhiều những khoảnh khắc trong phim cái thiền định á, lúc mà một số những nhân vật mà trong phim á, thông qua là cái biến thể đó là linh hồn á, có những linh hồn cả ngàn mấy năm họ không có nhu cầu để họ sống lại hay là sau đó, thì thông qua cái việc mà diễn tả đó thì mình cảm thấy là nó rất là gần gũi và rất là dễ hiểu. Qua luôn quý vị ạ, đây là một bộ phim của Hollywood. Nếu như mà quý vị mà có con, em không biết nó có chiếu trên Netflix không, hay chắc là trong cái giai đoạn này chưa có chiếu, không biết. Nhưng mà riêng ở Việt Nam á, thì hiện tại bây giờ thì mọi người đi xem phim là cũng chị Nha Anh, chị Nha Anh đang phiêu linh với lại đây hai người bạn cùng đi xem. Thiền định trong lúc chạy xe đi, hiện động đi. Thân tâm nhất như tôi là xe và người bạn cùng tôi là một. Đấy, và nói chung là đây là một trải nghiệm trong rất là lâu rồi. Khi mà đợt dịch Covid bùng lên thì chúng mình là ít được để mà đi xem phim, và bây giờ thì được đi xem trong cái tình trạng là trời, giống như là một mình mà bao nguyên một cuốn phim như vậy. Nên là cũng thấy là hơi bị buồn buồn sao á, có lẽ là cái bên cái chỗ mà rạp chiếu phim này á, là còn mới, chưa nhiều người biết, hoặc là quá xa trung tâm quý vị ạ. Ở tuốt bên quận 2 quý vị thấy không, mấy cái xe mà chạy mà chở xi măng á, xay sẵn á, đang... rồi bye bye nha, khi khác gặp nha. Hai cô bạn cùng đi với lại Lý Hương. Đây quý vị, nói chung là mình nói tới đâu rồi. Gặp hai đứa bạn hết hồn tự nhiên cái nó chạy lại. Do là cái rạp chiếu phim á, nghĩ là chắc là cái khu đó cũng là khu mới sao, quý vị thấy là những cái xe mà chở mà xay xi măng á, xe bồn trộn á, xay xi măng á, là đi qua đường đó thì đó là những cái mảnh đất mà nó đang xây dựng mới nên là ít dân, thưa ha mọi người, thì có lẽ là cũng không có mặn mà lắm trong cái phim. Nhưng mà theo như thông tin nếu được biết thì phim này cũng nhiều người rất là trông đợi phim hoạt hình thôi. Nhưng mà nói chung là khi mà ai mà có những cái vấn đề mà đang suy nghĩ chằn chọc băn khoăn trong cuộc sống và mình không hiểu là cái thật sự là cái sở thích, sở trường, đam mê và cuộc sống của mình như thế nào, mình sinh ra trên cái trái đất này mình sẽ làm gì và mình đi tìm đấy là những rồi chân giá trị cuộc sống này như nào đó, thì xem phim này mình cũng thấy là như là tất cả mọi người, đấy là những cái suy nghĩ của phần đông mọi người, ai cũng sẽ có những cái khoảnh khắc mà họ tự họ suy nghĩ là họ sẽ rơi vô cái trạng thái là bơ vơ và không biết, đúng không? Và đến khi á chạm được rồi mình chưa được thử sức là có khi á mình không khéo thì mình đã coi như là giống như nhân vật chính là có thể là thân và linh hồn, cái lý thuyết mà về thân và linh hồn
là gần như là một cái lý thuyết mà được nhiều người biết rồi về cái cơ thể thực tại của mình, đúng không? Không phải nhiều người chấp nhận mà có thể là diễn đạt hay sao đó. Thì cái nhân vật chính là đang sắp được thực hiện cái ước mơ của mình bao nhiêu lâu nay thế là bất cẩn rơi xuống hố thôi. Đấy là cái chi tiết để cho mình biết được, nhắc nhớ mình là đi vào trong phút nào, thời điểm mà vui nhất nhất, buồn bã nhất, mình cũng phải đúng rồi, mình cũng phải là bình tâm và mình biết là tôi đang sống như vậy. Vui quá không biết, thấy cái hố lọt xuống rồi có thể là cuộc sống vô thường đến với bất cứ mọi ai. 3, 2, 1 rồi, chiếc xe bồn nữa nè. Rồi rồi, sao xe này giờ này chạy qua khu này nhiều quá không? Tôi nói chung là nếu như mà quý vị có cái thời gian rảnh và những cái vùng nào mà mình có được quyền đi vô rạp để mình coi phim á, thì đây là một bộ phim mà dành cho người lớn, trẻ con gì cũng có thể là xem. Đâu mình chạy hẳn luôn chứ mình quẹo không chị? Quẹo luôn hả? Không, mình chạy thẳng thì mình khai luôn. Bên đây là đài truyền hình Phố Hồ Chí Minh quý vị, HTV. Bây giờ là cũng khoảng 9 giờ hơn rồi, 10 giờ tối. Lý Hiền đang đi về từ quận 2 sau khi xem phim. Bộ phim tên là Soul. Soul là ý nghĩa gần nhất mà mình dịch từ tiếng Anh qua tiếng Việt, nó là linh hồn quý vị. Là ý là cái phần mà cái thể, mà thể năng lượng của cơ thể mình á, chứ không phải là cái thể vật chất trên cơ thể mình. Ơi, xe bồn đang quẹo. Nhưng mà mọi người dịch qua bên đây là cuộc sống nhiệm màu. Có lẽ là đặt không phải là dịch từ cái nguyên bản của cái tiếng qua, mà là giống kiểu như là người ta coi xong người ta cảm thấy là đấy, cuộc sống nhiệm màu. Khi mà mình còn có thể cảm nhận được mùi thức ăn, tất cả những cái giác quan của mình, người ta nói là cái người siêu nhiên là người ta có 6 giác quan thứ 6 không? Con người của mình là có 5 cái giác quan. Chúng ta có thể ngửi được, chúng ta có thể thấy được màu sắc, chúng ta có thể nghe được âm thanh, chúng ta có thể là nếm được thức ăn ngon, chúng ta có thể là chạm được cơ thể chúng ta còn cảm giác. Đấy là một sự nhiệm màu, chúng ta phải tận hưởng được điều đó. Nói chung là nếu như mà ai mà đã từng biết đến và đã học qua và có nghiên cứu về bộ môn thiền thì chắc chắn là bộ phim này sẽ là một cái điều gì đó mà diễn tả lại. Lê Thánh Tôn đi qua luôn à. Diễn tả lại theo cái góc nhìn của đạo diễn. Và đạo diễn này có lẽ là người Mỹ mà giác ngộ thiền phương Đông kiểu vậy. Giống như là một cái điều gì rất là mới đối với một người mà tại vì cái bộ môn thiền này thì bắt nguồn từ phương Đông rồi, nên là phương Tây mà qua học hỏi một điều gì mới ở phương Đông á, thì thường người ta sẽ có một cái gì đó rất là mới mẻ mà người ta gọi là đạt được trạng thái giác ngộ. Giống như là người ta đi tìm, đi kiếm, mà người ta vỡ òa lên, đây, cái ta đang tìm đây nè. Còn bên trong cái khúc phim, Lê Hương nhớ lại ngay cái đoạn là khúc cuối là cái nhân vật chính á, được thỏa là biểu diễn trong một cái đêm nhạc của anh á. Thì sau khi mọi người hoan hô, đẹp quá vậy,
tán thưởng này nọ. Rồi anh ra về nói là tôi tưởng là nó sẽ vi diệu lắm, mà tôi thấy cũng bình thường, giống như những cái mà tôi đã từng làm qua rồi, nó cũng bình thường, nó không có gì gọi là giống như tôi tưởng tượng. Thì cái cô mà cùng ban nhạc, cổ mới nói là nhiều người cứ nghĩ là mình là cá, mình đã bơi trong nước rồi mà mình cứ đi tìm đại dương. Mình đang sống trong đại dương nè, mình đang sống trong đại dương rồi mà mình cứ đi tìm đại dương. Đấy, thì nói chung là cái phim này Lý Hương cũng không biết diễn tả như thế nào, mà mình cảm nhận được là cái người mà truyền tải được cái thông điệp này đó, nói là chúng ta nên là tận hưởng cuộc sống của chúng ta. Chúng ta phải làm sao mà sao ta làm sao mà những cái suy nghĩ của chúng ta nó không có quá mà cuốn của chúng ta đi, khi mà chúng ta sống trong một cái thực thể mà chúng ta chỉ đang sống là chúng ta không có tồn tại, kiểu vậy đó. Chúng ta phải sống, phải tận hưởng, phải hưởng thụ. Như là lúc mà chúng ta chạy xe, trong đầu chúng ta nhiều người sẽ suy nghĩ là hôm nay không có khách hàng, tháng này cũng có doanh số dân bán hàng ha, mang bỉm sữa thì có thể là sữa đâu, tiền thuê nhà, con tôi sao. Nói chung là chúng ta luôn bận rộn với những cái suy nghĩ của chúng ta về lo toan cho cuộc sống, chúng ta mất, quên đi mất là chúng ta đang sống và chúng ta cần phải tận hưởng những cái giây phút này, vì những cái suy nghĩ trong đầu chúng ta nó sẽ đến nhiều đến lúc mà chúng ta không còn để cho chúng ta sống nữa. Và khi chúng ta không để chúng ta sống nữa thì những nguy hiểm nó sẽ đến với chúng ta rất là nhanh đó. Vậy đó, đại loại là vậy. Không biết Lý Hương diễn đạt mọi người có hiểu những cái Lý Hương đang nói không? Nhưng mà Lý Hương giống như nói chuyện nó không có được giống như người bình thường hay sao đó. Lý Hương nói là những cái mà mình cảm thấy mình hiểu xong mình nói ra câu từ nó làm sao đó. Nói chung là ai hiểu hiểu được thôi nha đó. Rất là vui khi mà ngày hôm nay đi xem phim cùng với những người bạn của mình cũng lâu lắm rồi. Có hơi tiếc nuối một chút xíu khi mà rạp chiếu phim rất là vắng cho một bộ phim của Mỹ khá là hay, khá ý nghĩa. Nó cũng nhẹ nhàng, vui vẻ thôi. Nó làm cho chúng ta cảm thấy là wow, đang sống, được sống là một điều gì đó rất ư là tuyệt vời. Và Lý Hương TV xin end video tại đây và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Và hẹn quý vị một ngày gần nhất sẽ đến với nơi đây. Đây, nơi đây, nơi đây nhé quý vị nhé, hẹn quý vị nhé. Sẽ đến nơi đây để thưởng thức pháo bông cũng như là chúc mừng năm mới, quay phim pháo bông cho quý vị xem nha. Quý vị hãy chờ Lý Hương nha. Và đến đây thì video cũng khá là dài rồi, và hy vọng là những cái lời phát biểu của Lý Hương sẽ không làm cho quý vị cảm thấy xoắn não thêm. Và nếu như cảm thấy có thể để qua cái hôm này, nếu như mà quý vị cảm thấy video của Lý Hương nó như thế nào thì hãy để lại comment cho Lý Hương biết nhé. Và nếu như ai hiểu được, có thể là diễn đạt được những cái ý Lý Hương theo một cái điều gì đó đơn giản hơn cho mọi người đều hiểu, cho mọi người hiểu thì hãy comment lại nhé. Và nếu như quý vị nào ai mà đã coi cái phim này là phim show, show tức là S O U L linh hồn, thì có thể là để lại comment cho Lý Hương được biết nhé. Xin chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Bye bye cả nhà. Bye bye.